ở đồng kỵ thì họ rất thích cái lối chơi này, lối chơi có sức tấn công tốt, nhưng bù lại thì lỗ hổng. Đây rồi, trời ơi, một đều. Không thể tin nổi, bàn thắng hòa một đều đến từ Đức Hưởng. Tôi để tưởng Đức Hưởng xuất điểm ra ngoài, trời ạ. Tỷ số là một đều và hiệp một kết thúc. Hết giờ rồi lại ghi bàn, không thể tin nổi. Đúng là trận đấu chung kết sớm của mùa giải này. Tôi tưởng là sút trượt, nhưng may là trái bóng vẫn đi vào lưới, không trách Tấn Trường được, cận thành rồi. Tiến Mỹ quá tinh quái. Cắt bóng tốt. Tiến Mỹ coi vào. Tỷ số là 2-1 cho đội 92 và đó là tình huống ghi bàn của cái tên Mân Vân. Tỷ số là 2-1. 93 đang có những phản ứng ở bên trong sân với Trọng Thắng Phúc. Và như vậy là đây là cái tên Khắc Sơn không vượt qua được Tâm Châu. Tiến Mỹ phản công, Lê Hiến đang xin bóng. Tỷ số là 3-1 dành cho 92. Không đủ sức để ngăn cản Tiến Mỹ. Một pha đi bóng dọc thẳng vào trung lộ, loại bỏ ba cầu thủ bên phía áo xanh và đánh bại luôn cả Tấn Trường. Tỷ số là 3-1. Thay người bên phía 93, Mẫn Dương rời sân và sự trở lại đến từ Trọng Thuấn. 5 phút sau mỗi bàn thua luôn là khoảng thời gian bất ổn với mọi hàng phòng ngự. Hai bàn thắng của 92 chỉ cách nhau chưa đến 5 phút đồng hồ. Đây là Hà Đức Trình. Tâm Châu đường chuyền 10 điểm. Tiến Mỹ đối mặt không vào. Lần này thì không có bàn thắng dành cho Tiến Mỹ. Không thành công. Phản công Tiến Mỹ, 2-2. Tiến Mỹ làm gì? Bóng đi lên trời. Không có bàn thắng thứ hai. Có Hiền, người đã gặp phải một chấn thương. Đây là cơ hội đối mặt Tiến Mỹ. Đánh đầu. Và đó là bàn thắng dành cho cái tên Thiệp Môn. Bàn thắng thứ tư của Thiệp Môn ở mùa giải này. Bàn thắng thứ tư của cái tên Thiệp Môn. Quả bóng vàng dự bị mất xa 2-4 đã xuất hiện. Đó là cầu thủ này đây. Tỷ số là 4-1. Trong một trận đầu. Dứt điểm. Phản công dành cho thủ bên phía 92. Tiến Mỹ cơ hội đây rồi. Không có sai lầm nào cả. Và đó là dấu chấm hết cho nỗ lực của đồng niên 93. 5-1. Cú đúp đến từ Tiến Mỹ. Lượng Mô Tu có khởi động không? Cái thời khắc mà 3.000 dân Mẫn Xá đang chờ đợi. Và thời khắc để Lượng Mô Tu được tận hưởng thế nào là không khí mùa giải đồng niên 2024 đến từ mặt sân mới, sân bóng nhân tạo. Lại là Tiến Mỹ.
Xin mời cái tên Tiến Mỹ sẽ di chuyển ra khu vực giữa sân để nhận phần thưởng cầu thủ xuất nhất trận. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.